Chơi mà học, học mà chơi. Các bạn nhỏ xuất sắc của cuộc thi English Champion 2014 khu vực Hà Nội đã có một buổi ngoại khóa thật thú vị vào ngày 17 tháng 6 vừa qua tại Bảo tàng Dân tộc học. Đây là một món quà mà ban tổ chức dành tặng cho các bạn nhỏ vì những cố gắng và nỗ lực của các bạn trong suốt 3 vòng thi đầy gay cấn. Tại đây, cô Nico, giáo viên tại eQuest đã chia các bạn nhỏ thành 3 nhóm. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn đó là hãy đặt cho nhóm mình một cái tên, một câu slogan thể hiện đúng nhất tinh thần của nhóm mình. Và một yêu cầu khác nữa đến từ chương trình, đó là các bạn nhỏ sẽ chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh thôi. Nào, các bạn nhỏ đã sẵn sàng cho các hoạt động của buổi ngoại khóa ngày hôm nay chưa? Chúng ta hãy cùng đi tham quan bảo tàng nhé! Nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu, các bạn sẽ được ghi nhớ các kiến thức đó thông qua một trò chơi mà ban tổ chức đã tạo ra. Trò chơi nấu chanh các đồ vật với cụm từ tiếng Anh dường như rất khó khăn, nhưng với sự làm việc của nhóm tuyệt vời, các đội đều thể hiện sự xuất sắc với 8 trên 10 câu đúng. Các bạn nhỏ của chúng ta thật giỏi phải không nào? Wow, chúng ta cùng tham quan khu vực bên ngoài của bảo tàng thôi nào. Đủ hòa mình và thiên nhiên trong lành, dường như bạn nhỏ nào cũng trở nên hào hứng hơn hẳn. Nhà rông viên bản thật khiến cho các bạn nhỏ dường như không thể đứng im mà phải leo trèo nô đùa cùng nhau. Rông bằng những chiếc que tre, các bạn nhỏ tỏ ra hết sức phấn khích. Trông thật khó phải không nào? Nhưng nhà rông thông qua con mắt của các bạn nhỏ thật thú vị và độc đáo. Cùng lắng nghe cảm xúc của các bạn tham gia chương trình nhé. Hello guys, good evening. My name is Dominic. I'm 15 years old and I come from Hà Nội. So my age is known and I'm studying in Newton Grammar School. So this year I'm joining English Champion. And with the hope of learning new things and also making new friends in the future. My favorite book now currently is Holy Cow and also Harry Potter. So I hope that this introduction is supposed to be helpful to you. And that's all I want to share about myself. Cuối cùng thì chúng ta đã tìm ra đội chiến thắng của cuộc thi ngày hôm nay. Đó cũng là lúc chúng ta kết thúc chuyến hành trình khám phá văn hóa Việt bắt rồi. Các bạn nhỏ đã có một buổi ngoại khóa thật thú vị và bổ ích. Hãy cùng chờ đón những gương mặt xuất sắc ấy trong buổi tổng kết cuộc thi English Champion 2014 tại Hà Nội vào tối ngày 22 tháng 6 các bạn nhé.